Ngân quay đây nè. À, thằng ấy giờ nó làm ở quán này giống như tuyết đấy. Đấy, nó làm được tháng thôi. Bao tiền tháng? Đâu biết nó trả bao nhiêu, nhưng mà trưa hoặc tối nó nuôi tôm đấy. Chắc chỉ 5-6 triệu tháng. Mừng lên cái đảng như đẹp thế nhỉ? Đã. Xây nhà đẹp thế. Ở bên kia đường hay là bên trái rồi? Ở bên đây đường không? Bên đường. Vâng. Đây là diện tích rộng chứ. Nhà em được 10 mét mặt đường. Nhưng mà diện tích mặt sàn ấy.